Rồi, chào Thảo Thị Đô, xin kính chào quý bà con cô bác nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn để hướng dẫn cho bà con cô bác cách ráp cái lồng thỏ nái sao cho nó nhanh và nó hiệu quả nhất nha các bạn nha. Thì cái lồng thỏ nái thì hiện tại bên mình cung cấp lồng, máng, phụ kiện và tất cả những cái gì phụ kiện liên quan tới thỏ nha, thỏ giống và thuốc men nữa nha các bạn nha. Thì để mà ráp được cái lồng á thì mình cần chuẩn bị những gì? Thứ nhất là các bạn chuẩn bị cho mình cái kìm này là gọi là kìm đôi nha. Đó, kìm băng mình bấm sẽ nhanh hơn, nhưng mà thực tế thì cũng phải cần một cái kìm đơn nữa để mà mình bấm những cái kẹt. Còn các bạn nào không có tiền thì cứ mua kìm đơn này để mình bấm thôi, là cũng đơn giản, tại vì mình bấm ở nhà nó ít nha các bạn nghe. Thì lồng mình chuẩn bị đây rồi, thì các bạn theo chân mình để mình hướng dẫn cho các bạn ráp. Rồi, trước tiên thì mình phải chuẩn bị lồng. Thì lồng thì mà thông dụng ở miền Nam thì nó sử dụng một cái tấm đáy dài 1m2 và rộng 50 nha các bạn nghe. Đó, thì trước tiên mình sẽ ráp cái gì đây, thì nó sẽ thứ nhất là bỏ tấm đáy xuống, thứ hai là nó phải có cái tấm tường, hai tấm tường dài, một tấm bên này đây, một tấm bên này và một tấm bên này nha các bạn. Đó, thì mình sẽ ráp hai tấm này vô nha. Đó. Rồi, thì mình sẽ không có ráp nhiều, mình sẽ ráp tượng trưng cho các bạn coi thôi. Các bạn theo dõi mình nghe. Cái lồng này là lồng dài 1m2, cao 40 và rộng 50 nha các bạn. Đây, ráp vô. Mình chỉ ráp máy đinh thôi nha. Đây. Mình cứ bỏ nằm vậy mình ráp nha các bạn. Đây, ráp thêm đinh nữa. Đây, một bên nha. Đó. Rồi, tiếp tục mình sẽ ráp bên này. Đây. Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Ráp bên này. Đó. Đây. Đó. Rồi, hết kim rồi. Đây là hộp kim, đây là kim nha các bạn. Rồi, để mình gài kim nữa. Mình chỉ ráp tượng trưng cho các bạn coi, các bạn biết cách ráp thôi. Ráp mình chỉ được cách ráp máng với ráp van. Rồi. Đó, bây giờ đã lên được hai tượng dài rồi đúng không? Đây. Đó. Mà lên được làm sao các bạn lên được cái hình hộp chữ nhật nghe, có hai tường dài rồi thì mình sẽ làm hai tường ngắn. Thì cái từ hai tường ngắn này là nó rộng 50 và nó cao 40 nghe. Đây, đây, đây là hai miếng 40, cái miếng này cái miếng 42 để mình nói sau. Đây, mình sẽ ráp hai miếng 40 vô. Trước tiên các bạn ráp làm sao cho lên được cái hình hộp chữ nhật trước nha. Ôi, cái này mình ráp bị lộn rồi nè. Này lộn nè. Lộn đầu nè. Gỡ ra lại lộn đầu nè. Thì mình ráp lại. Cái này mình lộn đầu chữ V. Quay ngược lại thôi chứ không có vấn đề gì. Quay ngược cái này lại chứ không có vấn đề nha. Đây, quay ngược cái này lại. Bấm vô. 1 2 3. Rồi. Rồi, tiếp tục. Đây, lên đề rồi nha. Bây giờ bắt đầu bấm cái tường ngắn như thế này nha. Tiếp tục bấm. Đây, các bạn để vậy. Rồi. Giờ bấm nha. Bấm đầu này trước đi. Đây. Trên dưới trước đi. Đây nha. Rồi, tiếp tục. Ống này vô. Đây nha.
chuối nha. Đây. Rồi ok chưa? Đó, gần được rồi nha. Tiếp tục bấm trên bấm dưới nha. Đây. Thì cái lồng này á là cái chiều kích thước của nó là dài 1m2, rộng 50 và cao 40, thích hợp cho nuôi 2 ô, nuôi 2 con nái, hoặc là nếu nuôi thỏ lứa thì là nuôi được mỗi ô được 5 con nha. Mình nuôi thỏ lứa dưới 1,5 kg á, nuôi 5 con, còn không thì nuôi, để nuôi thỏ nái thì sẽ có món ăn ở giữa nha các bạn nha. Đây rồi đó, các bạn thấy mình bấm chưa? Rồi ok. Rồi các bạn thấy không? Trước tiên là mình phải lên được cái hình chữ nhật như vậy. Có nghĩa là cái đáy là 1m2. Cái tường dài cũng 1m2 và tường ngang cũng là tường ngang thì nó là 50, cao 40 nha. Rồi, đó là mới cái hình hộp chữ nhật, nó còn thiếu cái máng cỏ ở giữa và cái nắp. Thì bây giờ mình sẽ làm cái máng cỏ ở giữa như thế nào? Đây, cái máng cỏ ở giữa thì mình sử dụng một miếng này. Cái miếng này á là nó cũng tương tự như là cái miếng này, nó cũng tương tự như là cái miếng tường ngắn này, nhưng mà nó cũng rộng 50, nhưng mà không phải nó cao 40, nhưng mà nó cao 42. Đó nghe, cái miếng ở giữa là cao 42 nghe. Thì mục đích để nó cao 42 để làm gì? Để mà mình đưa vô giữa, mình bẻ qua hai chữ V á thì nó không bị thiếu, cho nên là mình dập nó dư lên 2 phân nghe. Nhớ nghe, miếng ở giữa là miếng 42, cao 42 và rộng 50 nghe. Và mình sử dụng, mình kết hợp với cái miếng, một cái miếng là 25. Miếng 25 này để làm gì? Miếng 25 rộng 50 để làm gì? Để mình bỏ vô đây, mình nẹp chung vô đây. Các bạn cứ bấm vậy đi nha. Các bạn cầm như vậy. Cầm như vậy nha. Cầm hai miếng vậy nha. Và miếng lấy miếng 25 và miếng 42. Mình ghép, các bạn ghép vô đây. Đó, ghép vô nha. Ghép vô nha, để xuống dưới. Ghép vô nha. Rồi mình bấm. Bấm đây. Bấm đây cái. Bấm đây cái. Bấm giữa cái. Rồi. Thì nó sẽ thành ra như thế này. Đây các bạn thấy không? Nè. Bấm ở dưới nha, ở trên nó bấm nha. Bấm ở dưới nha. Đó, thì nó sẽ thành ra một cái máng như thế này để mình bỏ cỏ. Xong xuôi rồi, bạn ráp hết miếng như vậy nha. Rồi bắt đầu các bạn bỏ vô giữa cho mình. Bỏ vô giữa cái lồng. Đây. Đút vô giữa nha, cầm miếng này đút vô giữa nha. Đây. Nhớ nha, đút vô giữa nha. Đó. Tại sao cái miếng này nó dài 42 mà nó không dài 40? Tại vì là lý do là nó dài để mình kéo ngã nó ra. Thì trước tiên á là mình bấm, là bây giờ vô đây. Cái tường này nè, cái tường dài nè, đã mình làm hai chữ V đây rồi. Thì các bạn theo là các bạn biết để các bạn sổ nó ra là thành hai chữ V là cái máng ở giữa, máng cỏ ở giữa nha. Bây giờ mình bấm nha. Đây, trước tiên mình bấm đây trước. Rồi, một cái nè. Hai cái nè, đó. Còn bấm dưới nè. Đó, bấm đáy nè. Chưa. Đây, thấy không? Đây quay vậy nha. Đó, thành cái máng cỏ này. Con bẻ qua đây. Con bẻ qua đây. Rồi bấm đây cái đi. Đó. Bấm đây cái đi. Cho nó chắc. Chắc vượt trội. Đó. Ra được cái máng cỏ rồi các bạn thấy chưa? Đưa qua đây. Đó. Bấm đây. Thấy chưa? Rồi. Tiếp tục mình qua kia mình bấm nha. Các bạn thấy rõ không? Đây. Đó. Thấy ra được cái máng cỏ chưa? Thì mình bấm xong rồi mình đưa cho các bạn coi.
đây, bạn bấm đây. Rồi, mình sẽ đưa cho các bạn xem nha. Đây. Đó, nó ra được cái máng cỏ ở giữa rồi các bạn thấy không? Đây. Là mình bỏ cái máng cỏ vô giữa cho thỏ nó ăn. Thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ráp cái nắp nha. Cái nắp thì nó cũng đơn giản. Cái nắp thỏ, cái nắp thì mình sử dụng hai miếng 25 nha các bạn. Đây, hai miếng 25 bây giờ nha. Thì trước tiên là các bạn bắn một nắp vô đây trước nha. Các bạn thấy rõ không? Đây, trước tiên các bạn bấm một nắp qua bên phía này trước. Đây. Cái nắp ở trong là các bạn ráp cứng luôn nha. Ráp chắc luôn nha. Không để mềm nha. Đó. Đây. Đó. Rồi. Bạn thấy chưa? Rồi tiếp tục cái nắp thứ hai là các bạn ráp ở trong này. Bấm đây. Hết đinh nè. Đó, các bạn thấy không? Ráp đây. Đó. Rồi, thì mình sẽ gọi là ráp xong cái nắp rồi này, đây này. Đây cái nắp đây. Thấy chưa? Đó. Thì cái nắp là mình sử dụng cái nắp 25. Thì mình xin nhắc lại, mình nhắc tổng thể lại, cái lòng là 1m2, cái thước nó là 1m2. Dài 1m2. Rộng 50 và cao 40. Thì mình cách ráp á, là trước tiên là mình đặt cái đế xuống trước. Thứ hai là mình ráp cái tường dài. Ráp cái tường dài như vậy. Đây, ráp tường dài. Bên kia cũng vậy, ráp tường dài bên kia. Xong xuôi ráp tường dài rồi á, là mình nhảy qua mình ráp cái tường ngắn như vậy. Giống như là ráp cái hình hộp chữ nhật. Xong xuôi cái hình hộp chữ nhật xong á, tức là bắt đầu mình ráp cái máng. Cái máng ăn như vậy. Thì mà cái máng ăn mình sử dụng cái miếng này á, thì nó cũng tương tự như là cái miếng tường ngắn, nhưng mà nó dài hơn 2 phân thôi. Để chi? Để lúc mà mình lấy cái miếng bên này. Miếng này là miếng 25 này. Mình ghép xuống với nó, mình ghép chung với nó và mình bạch nó ra hai bên á, thì cái chiều dài ở hai bên thì nó vừa đủ bằng nè, đúng không? Nó vừa đủ bằng nè. Chứ nếu mà mình làm 40 á, mình kéo nó qua cái nó thiếu 2 phân. Nên này, cái miếng ở giữa lúc nào cũng là miếng 42 nha. Đó, rồi cái nắp. Cái nắp thì mình cũng sử dụng cái miếng 25 như vậy luôn. Đó. Thì mình sẽ bắn một nắp cứng vô bên trong. Đây, nắp này. Bấm cứng bên này, cứng này. Và còn một nắp bên ngoài thì mình bấm ở trong thôi. Còn ngoài để mình bỏ thỏ vô đây. Đó, thì mình làm cái video này để mà mình chia sẻ cho anh em cách ráp lòng một cách nhanh gọn nghe. Mình ráp chưa đầy 10 phút rồi đã xong một cái lồng rồi. Đó. Thì đây bên mình cung cấp đủ loại lồng. Lồng thỏ nái, thỏ thịt. Để bữa mình chỉ cho cách ráp lồng thỏ thịt luôn, mà tại vì lồng thỏ thịt dễ quá. Mình không có cần phải chỉ. Các bạn nhìn là các bạn biết ráp liền à. Đây. Lồng thì bao la. Đơn đặt hàng người ta đặt thì mình dập mình để đây. Mình bán. Cái giá cả các bạn lên thị trường các bạn có thể so sánh. Nhưng mà có chỗ cao chỗ thấp, nhưng mà quan trọng là cái chất lượng của thép, cũng như là cái chất lượng của cái mối hàng á, nó có tốt hay không các bạn. Đó. Thì
thì bên mình cung cấp phụ kiện về tất cả các phụ kiện gì liên quan tới con thỏ, từ thuốc men, van, rồi ống, ống nước, rồi máng ăn, rồi cám thỏ, rồi lồng, đây đầy đủ nha các bạn nghe. Đây mình quay lại cái lồng nãy mới ráp chưa đầy 10 phút nữa là xong đây này các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc tất cả các bạn chăn nuôi thỏ trên mọi miền Tổ quốc trong cái mùa dịch này thì mình cố gắng duy trì đàn để mà qua được dịch, thì anh em mình lại chiến đấu và giá cả thỏ nó sẽ lên lại ngay các bạn nghe. Rồi chào thỏ Tây Đô, xin kính chào tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn một ngày làm việc thật vui vẻ.